Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Những thứ cần được quan tâm và chú ý để dọn xe ăn Tết. Cái khoảng thời gian gần Tết là khoảng thời gian mà anh em tích cực chăm chút cho con xe của mình để có một cái diện mạo hoàn hảo nhất đón Tết. Nhưng mình tin chắc các bạn sẽ có vài thứ quan trọng mà anh em quên mất để chuẩn bị cái chiếc xe cần đón Tết. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đó là những thứ gì. Trước khi ăn Tết tốt nhất là nên hay nhất. Tết là một kỳ nghỉ thường kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Trong thời gian đó, có rất ít cơ sở nào mở cửa để các bạn chăm sóc cái chiếc xe cần của mình. Cho nên hay nhất trước khi ăn Tết là một điều nên làm để đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru nhất có thể trong một khoảng thời gian dài. Đối với chúng ta, những người đam mê xe máy thì khoảng thời gian không đi làm thật sự khó để yên vị ở nhà. Chắc chắn anh em trong thời gian nghỉ Tết cũng là lên kèo bắt đầu những cái kế hoạch đi hành trình từ 80 đến 100 km là chuyện hết sức bình thường. Có vậy nên trước khi nghỉ Tết hay một tin nhất tốt cho con xe để an tâm hơn khi chúng ta muốn đi xa bằng xe máy trong dịp Tết. Nếu không hay nhất mà bất chợt đi chơi xe, chắc chắn các bạn sẽ gặp những trường hợp như là máy nóng liên tục, phải dừng lại nghỉ nhiều lần ở chặng đường. Tệ hơn nữa, chiếc xe của bạn có thể bị lật không sức bắp, lột dên và cháy luôn cả bố nồi. Quan tâm đặc biệt đến cái phần dàn chân của con xe. Trước khi bước vào cái kỳ nghỉ Tết dài, bạn nên kiểm tra lại bố thắng chiếc xe xem có nhiều hay là không bằng cách quan sát những cái đường rãnh trên bố đã mở hết chưa. Nếu đã mòn hết thì các bạn nên thay chúng bằng một cái bố thắng mới để đảm bảo cái sự an toàn trong khi chúng ta vận hành và di chuyển. Lúc trước mình cũng có một anh bạn đã lợi dụng cái mùa Tết ở thành phố vắng vẻ mà có những hành vi như chạy rất nhanh, khi gặp những cái chướng ngại vật bất ngờ, dù có kỹ thuật cao đến mấy thì anh ta cũng có không thể nào ăn hết được chiếc xe nên đã bị xẹt. Và khi về tới nhà là quên luôn hai bố thắng. Và lúc trước Tết và tuần anh ta đã kiểm tra, còn thấy cái rảnh nên cứ tưởng là còn nhiều. Chi tiết thứ hai mình xem xét ở phần dàn chân, hệ thống truyền tải nhông sinh dĩa. Năm mới là tốt nhất cái gì cũng mới, bởi vậy mình khuyên anh em nên nếu có đủ điều kiện thì cứ chuẩn bị 1 triệu đồng để thay luôn toàn bộ cái bộ nhông sinh dĩa mới. Với một cái cây sinh hoàng cùng cái đĩa tải CC, dàn chân con xe các bạn trở nên lung linh, đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng nếu các bạn không đủ kinh tế thì chỉ còn có một cái cách nữa là hợp túi tiền hơn, là các bạn phải vệ sinh lại nó hoặc là chăm chút thêm. Đó là chính là những cái bộ đôi như Sơn hay là dưỡng sinh Corin được phân phối độc quyền, chỉ có mức giá chỉ khoảng là 235k thôi. Vừa làm đẹp mà còn sạch sẽ sợi sơn nữa, đảm bảo cho hệ thống truyền tải luôn trong cái tình trạng là êm ái và trơn tru. Không có thứ âm thanh len keng khó chịu khi quăng cũng như khi rửa sơn bằng xăng. So với những sản phẩm khác ở trên thị trường thì Goresin đặc biệt ở chỗ là ăn da tay người sử dụng, đặc biệt là không ăn da tay người sử dụng và tiếp xúc với da một cách hết sức bình thường, không làm cho người dùng bị mẫn cảm hoặc là dị ứng. Tiếp đến là chăm sóc dàn áo của con xe. Khi sử dụng cả năm, sử dụng nhiều cái dung dịch để rửa xe. Chèn nhựa nhám rất dễ gặp cái tình trạng bị bạc màu, còn chèn nhựa bóng thì rất dễ bị mờ đi, không lung linh như lúc ban đầu. Nên chúng ta thay toàn bộ cái dàn áo mới thì chi phí hết sức là cao, đội lên hơn khoảng hơn 2 triệu đồng, rất chi là phí. Và chúng cũng hơi đắt đỏ, không tốn. Nhưng mình cho anh em một cái cách lựa chọn để lên một cái dàn áo tương tương hơn, không cần phải bỏ tới 2 triệu đồng để thay mới, đó chính là lựa chọn cho mình một cái chai xịt bảo dưỡng là nhựa nhám Goresin. Chính nó sẽ đánh bay những cái vết bạc màu ở trên phần nhựa nhám con xe. Hơn nữa, trên khi sử dụng bề mặt nhựa bóng thì cái dàn nhựa bóng của bạn sẽ lung linh tươi mới. Đây là một cái giải pháp rất tinh tế mà cực kỳ tiện dụng. Ngoài những cái mục kể trên, các bạn còn lưu ý gì nữa thì khi bảo dưỡng xe chưa Tết nữa hay không? Nếu còn có thì hãy bình luận của mình nhé. X-Star 100 đầu kiển đơn giản nhưng đầy tinh tế. Cái chiếc X-Star 100 ở bên dưới đây được khoác trên mình một cái bộ cánh nhẹ nhàng nhưng đầy phong cách đến từ Indo. Theo đó, một số món đồ chơi giá trị làm kèm nó trở nên cứng cáp hơn. Cái X-Star 100, một dòng xe con tại ngày sức Yamaha, vóc dáng nhỏ gọn, đậm chất hồng cùng với phân khúc 100cc mạnh mẽ, đem lại khả năng ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe đến từ xứ Việt. Theo bao năm tháng thì lọt bản độ dần dần được ra đời, nhẹ nhàng, đơn hữu theo những phong cách khác nhau từ mỗi người.
và các chiếc Exeter Charm độ kiểm ở dưới đây, một dẫn chứng cụ thể. Khoác trên mình một bộ cánh đen được lãm, mang phong cách Indo đầy cứng cáp. Phần yên được gọt lại có cạnh tạo ra sự êm ái. Chàng chân mỏng manh nhưng đầy cứng cáp với combo mầm, đĩa và yes. Heo dầu KTM 2 bít xứng cùng với dầu Morin. Cánh trái nhẹ nhàng hơn với ốc bồng đỡ City cần số 2 chiều cho việc sang số trở nên thoải mái hơn. Bộ nhông sẽ đĩa DAD vàng ánh, phai tàn theo năm tháng. Ống xả nguyên thủy trở nên thẩm mỹ hơn, Double Spark Nano, heo của Rainbow 2 bít xứng quay ngược đầy ấn tượng, có sự hỗ trợ của phát nhôm CC. Cảm ơn bạn đã theo dõi này hay là tiếp, nhớ like, share, subscribe.